Chúng tôi cảm tạ quý khán thính giả đã duy trì màn hình để theo dõi phần thứ hai. Thưa quý thính giả, trong cái phần đầu đó thì giáo sư Nguyễn Trần Quý cũng phân tích là cái bài diễn văn của Tổng thống Obama nhằm mục đích là cái thông điệp gửi tới toàn dân Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ. Như chúng ta biết, giới trẻ ở Việt Nam ngày hôm nay gọi là dân số vàng, tức là 70% có lứa tuổi từ 20 tới 40 tuổi. Đây là một cái dân số rất là tốt. Thưa giáo sư, mình đi thêm một chút xíu. Qua cái bài diễn văn này đó, thì người Việt Nam họ cho rằng là đây là cái bài diễn văn quá tuyệt vời. Không những kích động lòng yêu nước mà nói về nhân quyền, nói về lòng yêu nước, nói về Biển Đông và nói là cả trung cảm, tức là anh không ỷ lớn mà hiếp bé, tất cả những cái sự kiện này. Thì sau khi cái bài diễn văn đó thì chúng ta thấy là cái giới trẻ có một cái gì là thay đổi cái tư duy. Giáo sư nghĩ sao về vấn đề này? Cái chuyện thay đổi tư duy đó thì chúng ta ở ngoài này chúng ta không có thể đoán được. Nhưng mà thưa anh, qua những các cái phim ảnh mà chúng ta coi được á, thì thứ nhất là cái giới trẻ họ thứ nhất là đến đón rước ông ta ở ngoài đường, thấy nồng nhiệt lắm. Thứ hai nữa là sau cái bài diễn văn thấy cái sự vỗ tay nó rất là lâu dài. Và ngay cả cái bài đến cái cuộc gặp gỡ ở Sài Gòn các cái doanh nhân trẻ đó, các cái lãnh đạo trẻ đó, thì thưa anh, thứ nhất là ông ta cũng dùng cái tài ăn nói của mình. Nhưng mà phải một điều phải nói nữa là tài ăn nói là một, nhưng mà điều quả thực ông ta cho cái người trẻ Việt Nam thấy cái lòng của ông ta, cái sự thành thực. Thành ra vì thế mà nó có hồn, nó thu hút được cái người nghe. Và ông ta cũng đề cập đến rất nhiều vấn đề, và ông ta trả lời rất nhiều những cái câu hỏi của khán giả đặt ra với ông ta. Và những cái câu đó không gần, không xa thì gần, đều đề cập đến những cái chuyện chủ quyền của đất nước, đến cái chuyện môi trường, đến cái chuyện tham nhũng, vân vân. Thành ra thưa anh, tất cả những cái chuyện này, như chúng tôi đã nói ngay từ đầu, rằng cái mục tiêu của ông ta đến để mà muốn lôi kéo cái lòng dân, thành ra ông ta tự tin và ông ta gặp giới trẻ, cả ở Hà Nội, cả ở Sài Gòn. Và hai nơi đó đều được cái sự đón tiếp rất là nồng nhiệt của giới trẻ. Chúng ta không biết được rằng cái sự thay đổi nơi cái người nghe sẽ như thế nào trong những cái ngày sắp tới. Nhưng qua cái sự đón tiếp, qua cái sự tiếp xúc, qua cái sự sau, ngay sau khi ông ấy nói xong rồi ông còn đi, và mọi người cứ muốn như là níu kéo chứ chưa có muốn rời. Cái điều đó chứng tỏ rằng là ông ta đã thu phục được cái lòng người. Còn lòng người thay đổi như thế nào, thưa anh, để một cái tương lai nào đó có lẽ nó mới có cái câu trả lời được. Dạ vâng, để đi tiếp, và chúng ta khi mà Tổng thống Obama đến Hà Nội đó, thì qua cái bài diễn văn và cái cách trả lời của Tổng thống Obama đã lôi cuốn, và của ông như là giới trẻ đó, của ông như là một thần tượng. Cái sự đón của Hà Nội, của dân chúng đón từ phi trường ở Hà Nội đi về, hoặc là đón ở Sài Gòn từ phi trường Tân Sơn Nhất đến chùa, thì chúng ta thấy rõ ràng là người dân chúng đã có bao giờ mà dân chúng đi đón mấy vạn người. Thì thưa giáo sư cũng như thưa quý khán giả, chúng ta thấy là thường thường Đức Giáo Hoàng hoặc là những vị chân tu của một tôn giáo đó, thì cái số của đạo hữu hoặc là cái tín đồ đó họ đi đón mới đông dạp theo con đường như vậy. Nhưng mà ngược lại, Tổng thống Obama tới đó, không, đây là một sự tự phát, không phải là nhà nước biểu đi đón, mà đây là dân chúng tự phát. Và qua các cái cuộc phỏng vấn đó thì chúng ta thấy có nhiều người họ nói là họ sẵn sàng ở đó 4-5 tiếng đồng hồ mà họ chỉ cần thấy cái đoàn xe của Tổng thống Obama. Thưa giáo sư, trở lại đó, thì khi giáo sư nói đó, khi mà tiếp với ông Trần Đại Quang, chủ tịch nhà nước, rồi Tổng thống Obama, thì người ta quay xung quanh để chụp hình với Tổng thống Obama, mà ông Trần Đại Quang đó là người ta không có quan tâm. Và chúng ta thấy rõ ràng là cái hình ảnh của Tổng thống Obama được ở trong nước nó ngưỡng mộ, giống như là một tài tử mà nổi tiếng mà ở trên thế giới. Thì đây là một cái điều đó rất là đặc biệt. Thưa giáo sư, bây giờ chúng ta đi thêm. Tại sao Tổng thống Obama khi tiếp xúc với Trần Đại Quang vào cái ngày đầu tiên thì đã tuyên bố hủy bỏ cái lệnh cấm vận về vũ khí sát thương, mà gần như là quên đi hay là hy sinh trên cái vấn đề về nhân quyền? Bởi vì cái khi mà bỏ cái bệnh này đó thì chúng ta thấy rằng cái vấn đề mà khi Tổng thống Obama gặp ông Trần Đại Quang hay là tới Việt Nam đó, thì về mặt kinh tế đó, Hoa Kỳ có lợi là ký tới gần tới 16 tỷ đô la
11 tỷ 3 là mua máy bay của Hoa Kỳ và mua các cái thiết bị về thêm nữa, thì rõ ràng là lên 16. Về mặt đó thì về mặt nhân quyền đó thì gần như là hy sinh. Giáo sư nghĩ sao về vấn đề này? Vâng, kính thưa quý khán giả, thưa anh Hoàng Bách, cái vấn đề nhân quyền đối với chúng ta, những cái người tranh đấu hải ngoại này, chúng ta cho rằng cái chuyện đó cần lắm và coi như là cần nhất. Đấy là cái điều kiện để mà đặt ra đối với Hà Nội. Nhưng mà thưa anh, đối với chính phủ Mỹ đó, thì cái vấn đề đó có lẽ nó không có nặng nề như chúng ta, là bởi vì chúng ta, Việt Nam là quê hương của chúng ta, 90 triệu đồng bào ở Việt Nam là ruột thịt của chúng ta, thành ra chúng ta thương, chúng ta tiếc, chúng ta xót. Nhưng mà ngược lại, đối với người Mỹ hay là chính phủ Mỹ, họ không có cái sự đau xót giống như chúng ta. Và cái chuyện mà nhân quyền phải dính liền với những cái vụ bán vũ khí này đó là bởi vì trước đây, khoảng 50 năm về trước, thì nó xảy ra một cái chuyện là hồi đó Trung ương Tình báo Mỹ đã bán vũ khí cho những các cái nhóm nổi dậy mà họ có những cái hoạt động mà nó có tính cách diệt chủng. Thành ra vì thế một quốc hội Mỹ mới ra một cái đạo luật nói rằng từ nay không có được bán vũ khí cho những cái nước nào mà không có tôn trọng nhân quyền. Thì cái đạo luật đó không phải ra để mà nhắm vào Việt Nam, không phải, mà nhắm vào tất cả mọi nước trên thế giới. Nhưng mà cái đạo luật đó cho đến bây giờ là nó khoảng hơn 50 năm rồi. Và cái đạo luật đó đó, rất nhiều lần chính phủ Mỹ đã không có thi hành cái chuyện đó. Chúng ta thấy những cái nước ở Trung Đông, những cái nước ở bên Nam Mỹ chẳng hạn đã mua được vũ khí Mỹ, mà nhiều khi đó những cái điều kiện nhân quyền của họ nó cũng không có tốt gì hơn Việt Nam bây giờ, nhưng mà chính phủ Mỹ đã đi. Bây giờ sở dĩ mà từ trước đến giờ chính phủ Mỹ còn cứ nêu cái vấn đề nhân quyền đó ra, còn do dự cái chuyện bán vũ khí sát thương cho Cộng sản Việt Nam, một phần là bởi vì cái giới lập pháp của Mỹ họ muốn đòi cái điều kiện đó. Nhưng mà thưa anh, tôi nghĩ rằng cái chuyện chính là bởi vì chính phủ Mỹ và chính phủ Việt Nam chưa đáp ứng được những các cái đòi hỏi của phía Mỹ, và vì thế cho nên Mỹ mới chần chờ không có bán cái vũ khí sát thương cho Việt Nam. Và một điều nữa là chính phủ Mỹ cũng còn chờ xem cái thái độ của cái chính quyền Cộng sản như thế nào. Liệu rằng họ đã muốn sẵn sàng thoát ra khỏi cái bàn tay của Trung Cộng, đứng về phía tự do, đứng về phía Mỹ, hay là họ vẫn còn nằm ở cái phía Cộng sản. Thành ra vì thế cái chuyện không bán vũ khí sát thương cho Cộng sản Việt Nam, nếu mà nói ra như thế này có lẽ người Việt chúng ta buồn, nhưng mà chúng ta phải nhận đó là một cái điều thực, là không phải vì cái vấn đề nhân quyền, nhưng mà vì cái vấn đề Mỹ chờ xem cái thái độ của Hà Nội đối với Trung Cộng như thế nào, có muốn thoát ra khỏi Trung Cộng hay không, có thực sự muốn mua vũ khí của Mỹ để mà bảo vệ cái chủ quyền để độc lập, hay là chỉ là một cái chiêu bài. Thành ra vì thế mà mới trì hoãn. Đến lúc này, tôi nghĩ rằng chưa hẳn chính phủ Mỹ đã giải được cái bài toán đó, hay là đã có câu trả lời rằng liệu Việt Cộng có muốn thoát ra khỏi bàn tay Trung Cộng hay không, chưa biết. Nhưng mà đến lúc này là cái lúc mà Mỹ thấy rằng không thể chần chờ hơn, bởi vì nếu chần chờ thêm nữa thì có thể lại không kéo được Việt Cộng ra khỏi cái bàn tay của Trung Cộng, mà Việt Cộng sẽ bị đắm chìm sâu vào cái bàn tay của Trung Cộng, và vì thế cho nên mới bỏ cái việc mà cấm bán vũ khí sát thương. Nhưng mà thưa anh, nói như vậy cũng không có nghĩa rằng thế bây giờ Việt Nam Cộng sản muốn mua thứ gì thì đều được, bởi vì ngay trong cái bài diễn văn, ông Obama cũng đã nói rõ rằng tuy là giải tỏa cấm vận, nhưng mà khi mua vũ khí loại nào đó thì còn phải tùy từng trường hợp. Có những cái loại có thể bán, nhưng mà có những cái loại thì còn tùy vào cái sự tiến độ của cái vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Thành ra rất có thể là bên trong rằng giữa ông Obama và chính phủ Cộng sản Hà Nội đã bằng lòng với nhau rằng bây giờ giải tỏa thì cứ giải tỏa. Nhưng mà sau này đó, ông Obama vẫn đòi buộc phải có một cái sự thay đổi nào đó về phương diện nhân quyền ở Việt Nam, thì những cái vũ khí cụ thể nào đó mới được bán. Thành ra cái chuyện đó một phần là cũng vì vấn đề chính trị nội bộ của nước Mỹ,
ông Obama phải thỏa mãn được những cái đòi hỏi của những vị dân biểu đòi rằng phải có một cái sự tiến bộ về nhân quyền thì mới bán vũ khí, mới giải tỏa cái lệnh cấm này. Thì ông ta giải tỏa, và nếu trở về quốc nội, ông ta cũng nói rằng ông ta vẫn đặt cái điều kiện rằng phải có cái sự cải thiện về nhân quyền thì một cái số loại vũ khí nào đó mới được bán. Nhưng mà ngược lại thì cũng là một cái điều kiện đối với Hà Nội rằng bỏ thì bỏ trên tổng quát, trên nguyên tắc, nhưng mà đi vào thực tế thì cũng còn tùy vào cái thái độ nhân quyền. Nhưng mà thưa anh, còn một cái điều nữa như tôi đã trình bày là Mỹ cảm thấy rằng đến lúc phải giải tỏa cái lệnh đó. Thứ nhất là để gửi một cái tín hiệu rõ ràng mạnh mẽ đến Trung Quốc. Thứ hai là để tạo cái cơ hội mà đưa hẳn cái ảnh hưởng của Việt Nam ra khỏi cái vòng tay của Trung Quốc. Và đây cũng là một cái món quà để cho chính phủ Hà Nội đón tiếp, để ông ta mới có cái cơ hội để mà nói với cái người dân và đặc biệt là với giới trẻ ở hai thành phố Hà Nội và Sài Gòn như chúng ta vừa mới trình bày trước đây. Nếu không có những cái vụ giải tỏa vũ khí này, chưa chắc gì Hà Nội đã muốn đón tiếp ông Obama, và như vậy ông ta không có cái dịp, không có cái cơ hội để mà tuyên truyền, tôi tạm dùng hai cái chữ đó, để mà tuyên truyền đối với người dân Việt Nam nói chung và đặc biệt là với giới trẻ. Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thì thưa quý khán thính giả, chúng ta biết là cái nhu cầu của Hoa Kỳ muốn xoa trục về châu Á Thái Bình Dương, mà Việt Nam là một trong 10 nước ASEAN thì dĩ nhiên ở tầm mức rất là quan trọng. Mà đã biết quan trọng thì phải làm sao để mà mở cửa để đón nhận Việt Nam là một cái thành viên, trở thành một đồng minh. Thì chúng ta biết là cái vấn đề mà Trung Cộng hung hãn ở Biển Đông, và khi mà Hoa Kỳ bỏ cái lệnh cấm vận đó thì Tổng thống Obama có nói là để cho cơ hội nhân dân Việt Nam bảo vệ cái tài nguyên của mình cũng như bảo vệ cái lãnh thổ, tổ quốc của mình. Tức là ông nói rất rõ, bỏ cái lệnh cấm vận không phải nhắm vào nước nào, ông muốn nói tới Trung Cộng, nhưng mà đây là cái điều để cho Việt Nam tự vệ, để mà bảo vệ lãnh thổ của mình, thì cái đây là một điều rất là quan trọng. Thưa giáo sư, chúng ta cũng thấy là cái hình ảnh của Tổng thống Obama khác với hình ảnh của những người khác, tức là sau khi mà tiếp xúc thì buổi chiều là ông đi tới đi ăn tối ở Chả Cá ở Hà Nội. Và cái hình ảnh này chúng ta không nói là cái vấn đề ông đi ăn, nhưng mà chúng ta muốn nói là cái biểu tượng của Tổng thống Obama đã làm thay đổi những cái suy nghĩ của những người trẻ và dân chúng ở Việt Nam. Là vì Tổng thống ăn mặc đồ rất là bình thường, vào trong mặt của quán chả, ngồi ghế trên ghế nhựa, ghế tròn, và ông uống bia một cách rất là tự nhiên, khác với những hình ảnh của những người lãnh đạo Cộng sản đó, thì đi ăn phải có xe cộ hay là thế này thế kia. Thì điều đó cho thấy là cứ người lãnh đạo giao dân, vì dân và của dân đó, thì họ gần gũi với cái tập thể của dân chúng. Cho nên sau khi ông ăn xong, ông đón tiếp những người mà gọi là ở trong cái tiệm ăn đó, ông sẵn sàng bắt tay với mọi người. Cái hình ảnh này nó làm cho người Việt Nam thay đổi cái gì, và cũng là một cái tác cho những giới lãnh đạo của Hà Nội, thưa giáo sư. Vâng, kính thưa quý khán giả, thưa anh Hoàng Bách, một cái chuyến đi cả hàng triệu bạc như thế này nó không phải là một cái chuyện đi chơi bình thường. Thành ra người ta tính toán rất là kỹ. Và thưa anh, có lẽ tất cả những các cái chuyện này đều có một cái sự tính toán hết. Và như tôi đã nói hồi nãy, tôi dùng cái tiếng nó hơi quá, nhưng mà có lẽ nó cũng gần như vậy. Tức là đây là một cái chuyến đi để mà tuyên truyền một cái nền dân chủ tự do của đất nước nó khác với một cái đất nước Cộng sản. Tuyên truyền cái đó cho người dân Việt Nam, cho giới trẻ Việt Nam, để họ sẽ là cái người quyết định cái vận mệnh của đất nước này. Và như tôi đã nói hồi nãy, tôi có giải thích là không phải hạ bệ cái chế độ Cộng sản bằng súng đạn, cũng không phải bằng kinh tế, cũng không phải bằng những các cái sự hội thảo điều kiện với nhau vân vân, nhưng mà đi ngay từ người Mỹ gọi là grassroots, tức là đi ngay từ dưới cửa đi lên, từ dưới gốc đi lên. Vì như anh Hoàng Bách cũng đã nói, bây giờ đó hầu hết những người ở Việt Nam bây giờ đó là đều sinh ra sau cuộc chiến tranh Việt Nam, tức là dưới 41 tuổi, và họ chiếm đại đa số. Và nếu cái thành phần này họ không còn bị ám ảnh, không còn bị những các cái tuyên truyền của cái thời trước chiến tranh, và họ lại thấy cái hình ảnh của nước Mỹ, thấy cái hình ảnh của Tổng thống Mỹ, thấy cái nếp sống dân chủ, thấy cái người
lãnh đạo của một cái nhà nước dân chủ nó khác với cái nhà nước cộng sản, thì thưa anh, cái đó nó sẽ làm thay đổi đất nước. Và nếu những cái người trẻ này nó thay đổi thì cái đất nước nó sẽ thay đổi rất nhanh. Dạ vâng, bây giờ mình trở lại ở khi mà Tổng thống Obama đến Sài Gòn. Khi nãy thì chúng tôi có trình bày với quý khán giả là hàng vạn người đứng ra đón Tổng thống Obama. Chứ cái nhìn của giáo sư nghĩ sao? Bởi vì đây là một sự tự phát, nhà cầm quyền cộng sản có biết điều này không? Bởi vì họ chán chê cái chế độ, một cái người mà gọi là Tổng thống của một nước đây trước đây là cựu thù của Cộng sản Việt Nam, mà bây giờ lại được dân chúng người là quan nghi, và hình ảnh của họ, họ cầm lên, họ rất là hào hứng trước khi đi đón Tổng thống Obama. Và theo lời của một số các ký giả ở trong nước thì họ nói là họ nôn nóng giống như là con nít mà trong tới ngày Tết như vậy, thưa giáo sư. Vâng, kính thưa quý khán giả, thưa anh Hoàng Bách. Anh Hoàng Bách hỏi rằng là liệu những người cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ có biết cái lòng dân hay không? Thưa, chắc chắn là họ biết. Họ biết có lẽ còn hơn chúng ta biết ở đây. Lý do là nếu họ không biết rằng Mỹ là hơn, là đáng kính trọng, đáng học hỏi, thì làm sao con cái họ gửi sang Mỹ du học? Tại sao họ đưa tài sản họ sang Mỹ? Đấy là tôi muốn nói với lãnh đạo thôi. Rồi ngoài ra, không phải bây giờ mà rất nhiều rồi, từ lâu rồi, ở Việt Nam đã có cái câu rằng theo Mỹ thì mất đảng, nhưng mà theo Trung Cộng thì mất nước. Thành ra thưa quý vị, khi người ta đưa cái câu đó ra để nói là người ta đã suy nghĩ, người ta đã có một cái sự so sánh và thấy rõ rằng phải đi với Mỹ. Nhưng mà sở dĩ chưa đi với Mỹ là bởi vì sợ mất đảng. Thành ra thưa anh, cái chính quyền Cộng sản ở Việt Nam họ biết rằng đa số người dân ở Việt Nam bây giờ đều quý trọng Mỹ, đều thích theo Mỹ. Nhưng mà bởi vì họ chưa có thể làm được, là bởi vì cái nhóm lãnh đạo đó họ biết rằng nếu bây giờ đi theo Mỹ họ sẽ mất đảng. Và mất đảng tức là mất cái quyền lợi, mất cái chức quyền của họ. Chứ còn dân chúng chắc chắn là họ không có muốn theo Trung Quốc và cũng chẳng muốn theo đảng. Chẳng thà mất đảng cũng được, miễn là cái đời sống của họ thay đổi. Và chính quyền họ biết cái chuyện đó. Họ biết cho nên họ con cái họ đều học ở Mỹ. Họ biết cho nên tài sản của họ ở Mỹ. Và bây giờ bất cứ ở cái thành phố nào, nơi nào cũng thế, khi mà thấy hàng hóa của Mỹ hay người Mỹ đến thì đều được tin cẩn, được đón tiếp, được nghĩa là khác hẳn với cái thái độ của họ đối với Trung Quốc. Dạ vâng. Thưa giáo sư, thì qua cái sự trình bày của giáo sư cũng như chúng ta thấy là dân chúng ở Việt Nam đón tiếp Tổng thống Obama một cách nồng nhiệt như vậy, thì giáo sư có nghĩ là cái thời cơ, cái vận mệnh của đất nước dưới chế độ độc tài mấy chục năm đó, thì bây giờ coi như là không những là nhà cầm quyền đã bừng mắt mà có thể người dân đã bừng mắt, và đó là một cái luồng tư tưởng mới, một cái sinh khí mới để có thể giới trẻ tham gia một cách nhiệt tình và họ xen tay áo để mà, bởi vì Tổng thống Obama, các bạn hãy đứng trên đôi chân của các bạn, chính các bạn làm thay đổi cái vận mạng, cái xã hội của các bạn chứ không ai thay đổi. Tất cả những cái sự kiện này thì chúng ta biết là từ trước tới giờ các cái phong trào đấu tranh của các đảng phái, các tổ chức, các tôn giáo là mong làm sao đất nước Việt Nam sớm có tự do dân chủ. Qua cái lần mà Tổng thống đi kinh lý tới Việt Nam, đi qua thăm Việt Nam, thì giáo sư có lạc quan để tin tưởng rằng tình hình Việt Nam sẽ qua một bước ngoặt mới và có sáng lạng hơn không? Thôi giờ giáo sư. Vâng, kính thưa quý khán thính giả, thưa anh Hoàng Bách, chắc chắn là chúng tôi tin tưởng. Là bởi vì nó có nhiều lý do để chúng ta tin tưởng. Thứ nhất là cái chế độ Cộng sản bây giờ nó đã bộc lộ tất cả những cái sự thối nát, yếu hèn, yếu kém của nó rồi. Điều thứ hai nữa là với cái sự hiểu biết của người Việt bây giờ cộng với cái sự lan tràn về Internet, cái phương tiện truyền thông. Vâng, cái phương tiện truyền thông bây giờ người ta biết hết. Yeah. Và thứ ba nữa là cái phong trào đấu tranh ở trong nước cũng càng ngày càng lớn mạnh. Và bên cạnh nữa, như tôi đã trở lại cái chuyện người Mỹ muốn có một cái sự thay đổi chính thể ở Việt Nam lắm. Nhưng mà họ thấy rằng không thể dùng súng đạn, cũng không thể dùng những các cái luật lệ hay là những cái sự thương thảo đối với cái chính quyền Cộng sản nó được, không được. Thành ra họ phải dùng những các cái biện pháp đi vòng. Cái đi vòng thứ nhất là kinh tế, như chúng ta biết là cái chuyện mà đưa cái hiệp định TPP là cái để mà đưa Việt Nam
gia nhập vào với cái khối mà chống lại với Trung Quốc để mà thoát ra khỏi cái ách kềm kẹp của Trung Quốc. Điều thứ hai nữa là Mỹ mỗi một năm nhận rất nhiều sinh viên Việt Nam sang du học ở Mỹ, nhiều hơn bất cứ cái nước Đông Nam Á nào. Theo cái con số thống kê mà chúng tôi biết được là có khoảng 19.000 sinh viên Việt Nam hiện thời đang du học tại Mỹ. Số này cứ cho là một nửa sẽ không trở lại Việt Nam nữa, nhưng mà ít ra cũng một nửa. Và cứ nếu mỗi năm cứ như vậy, thì đến một lúc nào đó có lẽ những cái giới chỉ huy, tôi không nói muốn nói là lãnh đạo cao cấp, nhưng mà trung cấp chắc chắn là phần lớn sẽ là những cái người tốt nghiệp ở trường học của Mỹ. Và những cái chuyến đi như của ông Obama mới rồi đến Việt Nam sẽ làm cho cái tinh thần của người trẻ họ sẽ hướng đến một cái đường lối khác hơn là cái đường lối của Cộng sản. Và chúng tôi nghĩ rằng đấy chính là những các cái mầm mống sẽ làm thay đổi cái chế độ. Và đến lúc này, với cái tinh thần người Việt đón tiếp ông Obama trong cái dịp vừa rồi, với cái, những cái cuộc biểu tình chống cái chuyện cá chết do nhà máy Formosa dưới cái danh nghĩa của Trung Cộng đã làm tổn hại đến đất nước Việt Nam, chúng tôi nghĩ rằng cái thời gian để mà thay đổi chế độ Cộng sản Việt Nam chắc nó không có xa. Là bởi vì những cái yếu tố mà chúng ta thấy có thể làm thay đổi cái chính thể nó đã có đầy đủ và nó đã ở khắp nơi. Nó chỉ còn chờ có một cái Việt Cộng, nó gọi là cơ hội, cô hích, mà chúng ta thì gọi là một cái cơ hội hay là một cái biến cố gì. Cái biến cố đó đủ để làm bùng dậy những cái lòng mong muốn của người dân thì nó sẽ có một cái sự thay đổi. Dạ vâng, chương trình Nhịp Sống Quanh Ta đến đây đã hết và chúng tôi thành thật cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi và lắng nghe. Cùng cảm ơn giáo sư Nguyễn Trần Quý đã đóng góp trong chương trình này. Dạ, xin cảm ơn và kính chào quý khán thính giả, kính chào anh Hoàng Bách. Cũng là một cái món quà để cho chính phủ Hà Nội đón tiếp, để ông ta mới có cái cơ hội để mà nói với cái người dân và đặc biệt là với giới trẻ ở hai thành phố Hà Nội và Sài Gòn như chúng ta vừa mới trình bày trước đây. Nếu không có những cái vụ giải tỏa vũ khí này, chưa chắc gì Hà Nội đã muốn đón tiếp ông Obama, và như vậy ông ta không có cái dịp, không có cái cơ hội để mà tuyên truyền, tôi tạm dùng hai cái chữ đó, để mà tuyên truyền đối với người dân Việt Nam nói chung và đặc biệt là với giới trẻ. Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thì thưa quý khán thính giả, chúng ta biết là cái nhu cầu của Hoa Kỳ muốn xoa trục về châu Á Thái Bình Dương, mà Việt Nam là một trong 10 nước ASEAN thì dĩ nhiên ở tầm mức rất là quan trọng. Mà đã biết quan trọng thì phải làm sao để mà mở cửa để đón nhận Việt Nam là một cái thành viên, trở thành một đồng minh. Thì chúng ta biết là cái vấn đề mà Trung Cộng hung hãn ở Biển Đông, và khi mà Hoa Kỳ bỏ cái lệnh cấm vận đó thì Tổng thống Obama có nói là để cho cơ hội nhân dân Việt Nam bảo vệ cái tài nguyên của mình cũng như bảo vệ cái lãnh thổ tổ quốc của mình. Tức là ông nói rất rõ, bỏ cái lệnh cấm vận không phải nhắm vào nước nào, ông muốn nói tới Trung Cộng, nhưng mà đây là cái điều để cho Việt Nam tự vệ, để mà bảo vệ lãnh thổ của mình, thì cái đây là một điều rất là quan trọng. Thưa giáo sư, chúng ta cũng thấy là cái hình ảnh của Tổng thống Obama khác với hình ảnh của những người khác, tức là sau khi mà tiếp xúc thì buổi chiều rồi ông đi tới đi ăn tối ở Chả Cá ở Hà Nội. Và cái hình ảnh này chúng ta không nói là cái vấn đề ông đi ăn, nhưng mà chúng ta muốn nói là cái biểu tượng của Tổng thống Obama đã làm thay đổi những cái suy nghĩ của những người trẻ và dân chúng ở Việt Nam. Là vì Tổng thống ăn mặc đồ rất là bình thường, vào trong mặt của quán chả, ngồi ghế trên ghế nhựa, ghế tròn, và ông uống bia một cách rất là tự nhiên, khác với những hình ảnh của những người lãnh đạo Cộng sản đó, thì đi ăn phải có xe cộ hay là thế này thế kia. Thì điều đó cho thấy là cứ người lãnh đạo giao dân, vì dân và của dân đó, thì họ gần gũi với cái tập thể của dân chúng. Cho nên sau khi ông ăn xong, ông đón tiếp những người mà gọi là ở trong cái tiệm ăn đó, ông sẵn sàng bắt tay với mọi người. Cái hình ảnh này nó làm cho người Việt Nam thay đổi cái gì, và cũng là một cái tác cho những giới lãnh đạo của Hà Nội, thưa giáo sư. Vâng, kính thưa quý khán giả, thưa anh Hoàng Bách, một cái chuyến đi cả hàng triệu bạc như thế này nó không phải là một cái chuyện đi chơi bình thường. Thành ra người ta tính toán rất là kỹ. Và thưa anh, có lẽ tất cả những cái chuyện này đều có một cái sự tính toán hết. Và
như tôi đã nói hồi nãy, tôi dùng cái tiếng nó hơi quá, nhưng mà có lẽ nó cũng gần như vậy. Tức là đây là một cái chuyến đi để mà tuyên truyền một cái nền dân chủ tự do của đất nước nó khác với một cái đất nước cộng sản. Tuyên truyền cái đó cho người dân Việt Nam, cho giới trẻ Việt Nam, để họ sẽ là cái người quyết định cái vận mệnh của đất nước này. Và như tôi đã nói hồi nãy, tôi có giải thích là không phải hạ bệ cái chế độ cộng sản bằng súng đạn, cũng không phải bằng kinh tế, cũng không phải bằng những các cái sự hội thảo điều kiện với nhau vân vân, nhưng mà đi ngay từ người Mỹ gọi là grassroots, tức là đi ngay từ dưới cửa đi lên, từ dưới gốc đi lên. Vì như anh Hoàng Bách cũng đã nói, bây giờ đó hầu hết những người ở Việt Nam bây giờ đó là sư, cũng như thưa quý khán giả, chúng ta thấy là thường thường Đức Giáo Hoàng hoặc là những vị chân tu của một tôn giáo đó, thì cái số của đạo hữu hoặc là cái tín đồ đó họ đi đón mới đông dạp theo con đường như vậy. Nhưng mà ngược lại, Tổng thống Obama tới đó, không, đây là một sự tự phát, không phải là nhà nước biểu đi đón, mà đây là dân chúng tự phát. Và qua các cái cuộc phỏng vấn đó thì chúng ta thấy có nhiều người họ nói là họ sẵn sàng ở đó 4-5 tiếng đồng hồ mà họ chỉ cần thấy cái đoàn xe của Tổng thống Obama. Thưa giáo sư, trở lại đó, thì khi giáo sư nói đó, khi mà tiếp với ông Trần Đại Quang, chủ tịch nhà nước, rồi Tổng thống Obama, thì người ta quay xung quanh để chụp hình với Tổng thống Obama, mà ông Trần Đại Quang đó là người ta không có quan tâm. Và chúng ta thấy rõ ràng là cái hình ảnh của Tổng thống Obama được ở trong nước nó ngưỡng mộ, giống như là một tài tử mà nổi tiếng mà ở trên thế giới. Thì đây là một cái điều đó rất là đặc biệt. Thưa giáo sư, bây giờ chúng ta đi thêm. Tại sao Tổng thống Obama khi tiếp xúc với Trần Đại Quang vào cái ngày đầu tiên thì đã tuyên bố hủy bỏ cái lệnh cấm vận về vũ khí sát thương, mà gần như là quên đi hay là hy sinh trên cái vấn đề về nhân quyền? Bởi vì cái, khi mà bỏ cái vấn này đó thì chúng ta thấy rằng cái vấn đề mà khi Tổng thống Obama gặp ông Trần Đại Quang hay là tới Việt Nam đó, thì về mặt kinh tế đó, Hoa Kỳ có lợi là ký tới gần tới 16 tỷ đô la. 11 tỷ 3 là mua máy bay của Hoa Kỳ và mua các cái thiết bị về thêm nữa, thì rõ ràng là lên 16. Về mặt đó thì về mặt nhân quyền đó thì gần như là hy sinh. Giáo sư nghĩ sao về vấn đề này? Vâng, kính thưa quý khán giả, thưa anh Hoàng Bách, cái vấn đề nhân quyền đối với chúng ta, những cái người tranh đấu hải ngoại này, chúng ta cho rằng cái chuyện đó cần lắm và coi như là cần nhất. Đấy là cái điều kiện để mà đặt ra đối với Hà Nội. Nhưng mà thưa anh, đối với chính phủ Mỹ đó, thì cái vấn đề đó có lẽ nó không có nặng nề như chúng ta. Là bởi vì chúng ta, Việt Nam là quê hương của chúng ta. 90 triệu đồng bào ở Việt Nam là ruột thịt của chúng ta. Thành ra chúng ta thương, chúng ta tiếc, chúng ta xót. Nhưng mà ngược lại, đối với người Mỹ hay là chính phủ Mỹ, họ không có cái sự đau xót giống như chúng ta. Và cái chuyện mà nhân quyền phải dính liền với những cái vụ bán vũ khí này đó là bởi vì trước đây khoảng 50 năm về trước thì nó xảy ra một cái chuyện là hồi đó Trung ương Tình báo Mỹ đã bán vũ khí cho những các cái nhóm nổi dậy mà họ có những cái hoạt động mà nó có tính cách diệt chủng. Thành ra vì thế một quốc hội Mỹ mới ra một cái đạo luật nói rằng từ nay không có được bán vũ khí cho những cái nước nào mà không có tôn trọng nhân quyền. Thì cái đạo luật đó không phải ra để mà nhắm vào Việt Nam, không phải, mà nhắm vào tất cả mọi nước trên thế giới. Nhưng mà cái đạo luật đó cho đến bây giờ là nó khoảng hơn 50 năm rồi. Và cái đạo luật đó đó, rất nhiều lần chính phủ Mỹ đã không có thi hành cái chuyện đó. Chúng ta thấy những cái nước ở Trung Đông, những cái nước ở bên Nam Mỹ chẳng hạn đã mua được vũ khí Mỹ, mà nhiều khi đó những cái điều kiện nhân quyền của họ nó cũng không có tốt gì hơn Việt Nam bây giờ. Nhưng mà chính phủ Mỹ đã đi. Bây giờ sở dĩ mà từ trước đến giờ chính phủ Mỹ còn cứ nêu cái vấn đề nhân quyền đó ra, còn do dự cái chuyện bán vũ, đều sinh ra sau cuộc chiến tranh Việt Nam, tức là dưới 41 tuổi. Và họ chiếm đại đa số. Và nếu cái thành phần này họ không còn bị ám ảnh, không còn bị những các cái tuyên truyền của cái thời trước chiến tranh
và họ lại thấy cái hình ảnh của nước Mỹ, thấy cái hình ảnh của Tổng thống Mỹ, thấy cái nếp sống dân chủ, thấy cái người lãnh đạo của một cái nhà nước dân chủ nó khác với cái nhà nước cộng sản, thì thưa anh, cái đó nó sẽ làm thay đổi đất nước. Và nếu những cái người trẻ này nó thay đổi thì cái đất nước nó sẽ thay đổi rất nhanh. Dạ vâng, bây giờ mình trở lại ở khi mà Tổng thống Obama đến Sài Gòn. Khi nãy thì chúng tôi có trình bày với quý khán giả là hàng vạn người đứng ra đón Tổng thống Obama. Chứ cái nhìn của giáo sư nghĩ sao? Bởi vì đây là một sự tự phát, nhà cầm quyền cộng sản có biết điều này không? Bởi vì họ chán chê cái chế độ, một cái người mà gọi là Tổng thống của một nước đây trước đây là cựu thù của Cộng sản Việt Nam, mà bây giờ lại được dân chúng nghĩa là quan nghi, và hình ảnh của họ, họ cầm lên, họ rất là hào hứng trước khi đi đón Tổng thống Obama. Và theo lời của một số các ký giả ở trong nước thì họ nói là họ nôn nóng giống như là con nít mà trong tới ngày Tết như vậy, thưa giáo sư. Vâng, kính thưa quý khán giả, thưa anh Hoàng Bách. Anh Hoàng Bách hỏi rằng là liệu những người cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ có biết cái lòng dân hay không? Thưa, chắc chắn là họ biết. Họ biết có lẽ còn hơn chúng ta biết ở đây. Lý do là nếu họ không biết rằng Mỹ là hơn, là đáng kính trọng, đáng học hỏi, thì làm sao con cái họ gửi sang Mỹ du học? Tại sao họ đưa tài sản họ sang Mỹ? Đấy là tôi muốn nói với lãnh đạo thôi. Rồi ngoài ra, không phải bây giờ mà rất nhiều rồi, từ lâu rồi, ở Việt Nam đã có cái câu rằng theo Mỹ thì mất đảng, nhưng mà theo Trung Cộng thì mất nước. Thành ra thưa quý vị, khi người ta đưa cái câu đó ra để nói là người ta đã suy nghĩ, người ta đã có một cái sự so sánh và thấy rõ rằng phải đi với Mỹ. Nhưng mà sở dĩ chưa đi với Mỹ là bởi vì sợ mất đảng. Thành ra thưa anh, cái chính quyền Cộng sản ở Việt Nam họ biết rằng đa số người dân ở Việt Nam bây giờ đều quý trọng Mỹ, đều thích theo Mỹ. Nhưng mà bởi vì họ chưa có thể làm được là bởi vì cái nhóm lãnh đạo đó họ biết rằng nếu bây giờ đi theo Mỹ họ sẽ mất đảng. Và mất đảng tức là mất cái quyền lợi, mất cái chức quyền của họ. Chứ còn dân chúng chắc chắn là họ không có muốn theo Trung Quốc và cũng chẳng muốn theo đảng. Chẳng thà mất đảng cũng được, miễn là cái đời sống của họ thay đổi. Và chính quyền họ biết cái chuyện đó. Họ biết cho nên họ con cái họ đều học ở Mỹ. Họ biết cho nên tài sản của họ ở Mỹ. Và bây giờ bất cứ ở cái thành phố nào, nơi nào cũng thế, khi mà thấy hàng hóa của Mỹ hay người Mỹ đến thì đều được tin cẩn, được đón tiếp, được nghĩa là khác hẳn với cái thái độ của họ đối với Trung Quốc. Dạ vâng. Thưa giáo sư, thì qua cái sự trình bày của giáo sư cũng như chúng ta thấy là dân chúng ở Việt Nam đón tiếp Tổng thống Obama một cách nồng nhiệt như vậy, thì giáo sư có nghĩ là cái thời cơ, cái vận mệnh của đất nước dưới chế độ độc tài mấy chục năm đó thì bây giờ coi như là không những là nhà cầm quyền đã bừng mắt mà có thể người dân đã bừng mắt, và đó là một cái luồng tư tưởng mới, một cái sinh khí mới để có thể giới trẻ tham gia một cách nhiệt tình và họ xăng tay áo để mà. Chúng tôi cảm tạ quý khán thính giả đã duy trì màn hình để theo dõi phần thứ hai. Thưa quý thính giả, trong cái phần đầu đó thì giáo sư Nguyễn Trần Quý cũng phân tích là cái bài diễn văn của Tổng thống Obama nhằm mục đích là cái thông điệp gửi tới toàn dân Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ. Như chúng ta biết, giới trẻ ở Việt Nam ngày hôm nay gọi là dân số vàng, tức là 70% có cái lứa tuổi từ 20 tới 40 tuổi. Đây là một cái dân số rất là tốt. Thưa giáo sư, mình đi thêm một chút xíu. Qua cái bài diễn văn này đó, thì người Việt Nam họ cho rằng là đây là cái bài diễn văn quá tuyệt vời. Không những kích động lòng yêu nước mà nói về nhân quyền, nói về lòng yêu nước, nói về Biển Đông và nói là cả trung cảm, tức là anh không ỷ lớn mà hiếp bé, tất cả những cái sự kiện này. Thì sau khi cái bài diễn văn đó thì chúng ta thấy là cứ giới trẻ có một cái gì là thay đổi cái tư duy. Giáo sư nghĩ sao về vấn đề này? Cái chuyện thay đổi tư duy đó thì chúng ta ở ngoài này chúng ta không có thể đoán được. Nhưng mà thưa anh, qua những các cái phim ảnh mà chúng ta coi được thì thứ nhất là cái giới trẻ họ thứ nhất là đến đón rước ông ta ở ngoài đường, thấy nồng nhiệt lắm. Thứ hai nữa là sau cái bài diễn văn thấy cái sự vỗ tay nó rất là lâu dài, và ngay cả cái bài
đến cái cuộc gặp gỡ ở Sài Gòn các cái doanh nhân trẻ đó, các cái lãnh đạo trẻ đó, thì thưa anh, thứ nhất là ông ta cũng dùng cái tài ăn nói của mình, nhưng mà phải một điều phải nói nữa là tài ăn nói là một, nhưng mà điều quả thực ông ta cho cái người trẻ Việt Nam thấy cái lòng của ông ta, cái sự thành thực, thành ra vì thế mà nó có hồn, nó thu hút được cái người nghe. Và ông ta cũng đề cập đến rất nhiều vấn đề, và ông ta trả lời rất nhiều những cái câu hỏi của khán giả đặt ra với ông ta. Và những cái câu đó không gần, không xa thì gần, đều đề cập đến những cái chuyện chủ quyền của đất nước, đến cái chuyện môi trường, đến cái chuyện tham nhũng vân vân. Thành ra thưa anh, tất cả những cái chuyện này, như chúng tôi đã nói ngay từ đầu, rằng cái mục tiêu của ông ta đến để mà muốn lôi kéo cái lòng dân, thành ra ông ta tự tin và ông ta gặp giới trẻ cả ở Hà Nội, cả ở Sài Gòn. Và hai nơi đó đều được cái sự đón tiếp rất là nồng nhiệt của giới trẻ. Chúng ta không biết được rằng cái sự thay đổi nơi cái người nghe sẽ như thế nào trong những cái ngày sắp tới. Nhưng qua cái sự đón tiếp, qua cái sự tiếp xúc, qua cái sự sau, ngay sau khi ông ấy nói xong rồi ông còn đi, và mọi người cứ muốn như là níu kéo chứ chưa có muốn rời. Cái điều đó chứng tỏ rằng là ông ta đã thu phục được cái lòng người. Còn lòng người thay đổi như thế nào, thưa anh, để một cái tương lai nào đó có lẽ nó mới có cái câu trả lời được. Dạ vâng, để đi tiếp, và chúng ta khi mà Tổng thống Obama đến Hà Nội đó, thì qua cái bài diễn văn và cái cách trả lời của Tổng thống Obama đã lôi cuốn, và của ông như là giới trẻ đó, của ông như là một thần tượng. Cái sự đón của Hà Nội, của dân chúng đón từ phi trường ở Hà Nội đi về, hoặc là đón ở Sài Gòn từ phi trường Tân Sơn Nhất đến chùa, thì chúng ta thấy rõ ràng là người dân chúng đã có bao giờ mà dân chúng đi đón mấy vạn người. Thì thưa giáo vũ khí sát thương cho Cộng sản Việt Nam, một phần là bởi vì cái giới lập pháp của Mỹ họ muốn đòi cái điều kiện đó. Nhưng mà thưa anh, tôi nghĩ rằng cái chuyện chính là bởi vì chính phủ Mỹ và chính phủ Việt Nam chưa đáp ứng được những các cái đòi hỏi của phía Mỹ, và vì thế cho nên Mỹ mới chần chờ không có bán cái vũ khí sát thương cho Việt Nam. Và một điều nữa là chính phủ Mỹ cũng còn chờ xem cái thái độ của cái chính quyền Cộng sản như thế nào. Liệu rằng họ đã muốn sẵn sàng thoát ra khỏi cái bàn tay của Trung Cộng, đứng về phía tự do, đứng về phía Mỹ, hay là họ vẫn còn nằm ở cái phía Cộng sản. Thành ra vì thế cái chuyện không bán vũ khí sát thương cho Cộng sản Việt Nam, nếu mà nói ra như thế này có lẽ người Việt chúng ta buồn, nhưng mà chúng ta phải nhận đó là một cái điều thực, là không phải vì cái vấn đề nhân quyền, nhưng mà vì cái vấn đề Mỹ chờ xem cái thái độ của Hà Nội đối với Trung Cộng như thế nào, có muốn thoát ra khỏi Trung Cộng hay không, có thực sự muốn mua vũ khí của Mỹ để mà bảo vệ cái chủ quyền để độc lập, hay là chỉ là một cái chiêu bài. Thành ra vì thế mà mới trì hoãn. Đến lúc này, tôi nghĩ rằng chưa hẳn chính phủ Mỹ đã giải được cái bài toán đó, hay là đã có câu trả lời rằng liệu Việt Cộng có muốn thoát ra khỏi bàn tay Trung Cộng hay không, chưa biết. Nhưng mà đến lúc này là cái lúc mà Mỹ thấy rằng không thể chần chờ hơn, bởi vì nếu chần chờ thêm nữa thì có thể lại không kéo được Việt Cộng ra khỏi cái bàn tay của Trung Cộng, mà Việt Cộng sẽ bị đắm chìm sâu vào cái bàn tay của Trung Cộng, và vì thế cho nên mới bỏ cái việc mà cấm bán vũ khí sát thương. Nhưng mà thưa anh, nói như vậy cũng không có nghĩa rằng thế bây giờ Việt Nam Cộng sản muốn mua thứ gì thì đều được, bởi vì ngay trong cái bài diễn văn ông Obama cũng đã nói rõ rằng tuy là giải tỏa cấm vận, nhưng mà khi mua vũ khí loại nào đó thì còn phải tùy từng trường hợp. Có những cái loại có thể bán, nhưng mà có những cái loại thì còn tùy vào cái sự tiến độ của cái vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Thành ra rất có thể là bên trong rằng giữa ông Obama và chính phủ Cộng sản Hà Nội đã bằng lòng với nhau rằng bây giờ giải tỏa thì cứ giải tỏa. Nhưng mà sau này đó, ông Obama vẫn đòi buộc phải có một cái sự thay đổi nào đó về phương diện nhân quyền ở Việt Nam thì những cái vũ khí cụ thể nào đó mới được bán. Thành ra cái chuyện đó một phần là cũng vì vấn đề chính trị nội bộ của nước Mỹ,
ông Obama phải thỏa mãn được những cái đòi hỏi của những vị dân biểu đòi rằng phải có một cái sự tiến bộ về nhân quyền thì mới bán vũ khí, mới giải tỏa cái lệnh cấm này. Thì ông ta giải tỏa, và nếu trở về quốc nội, ông ta cũng nói rằng ông ta vẫn đặt cái điều kiện rằng phải có cái sự cải thiện về nhân quyền thì một cái số loại vũ khí nào đó mới được bán. Nhưng mà ngược lại thì cũng là một cái điều kiện đối với Hà Nội rằng bỏ thì bỏ trên tổng quát, trên nguyên tắc, nhưng mà đi vào thực tế thì cũng còn tùy vào cái thái độ nhân quyền. Nhưng mà thưa anh, còn một cái điều nữa như tôi đã trình bày là Mỹ cảm thấy rằng đến lúc phải giải tỏa cái lệnh đó. Thứ nhất là để gửi một cái tín hiệu rõ ràng, mạnh mẽ đến Trung Quốc. Thứ hai là để tạo cái cơ hội mà đưa hẳn cái ảnh hưởng của Việt Nam ra khỏi cái vòng tay của Trung Quốc. Và đây...